Về cơ sở góc đi, ví dụ chúng ta vẽ cửa sổ trước đi nha. Cửa sổ thì cái kích thước của nó thì nó có nhiều kích thước lắm, một cánh hay là hai cánh ha. Rồi nó có cái phần trang trí kính ở trên hay không ha. Rồi kích thước của nó thì nó dao động là bề rộng của nó là 600 tới 1m1, 1m2, 1m3, 1m4, và chiều cao của nó là 1m2, 1m3, 1m4, 1m7. Nói chung là có rất nhiều kích thước khác nhau. Ví dụ chúng ta chọn cái kích thước là bề rộng 1m4 đi, rộng 1m4 và cao bằng 1m3 ha, 1m4, 1m3 đi. Hoặc là vuông 1m4, 1m4 cũng được, khoảng đó thì vuông luôn đi, 1m4, 1m4 nha, hai cánh. Rồi, thế thì đây sẽ vẽ bên đây, chúng ta nhìn bên đây. Vẽ bên đây đi. Rồi, chúng ta dùng một cái line, chúng ta vẽ từ đây qua đây. 1m4. Rồi cao lên là 1m4. Đây 1m4. Xuống đây lại. À, thì đây là cái kích thước của cái cửa sổ. Rồi, cửa sổ này xong rồi thì thầy sẽ dùng lệnh offset đó. Offset đó thì kéo vào bên trong. Bên trong thì nó khoảng là 50 chẳng hạn. 50 ha, thì tạo ở đây là cái khung khung cửa sổ. 50 cũng được rồi, cũng tạm được nha. 50 rồi sau đó thầy mới chia cái này ra tiếp, chia đôi ra tiếp đó. Sau đó offset tiếp, offset tiếp cái này tiếp mà thêm 50 nữa là cái khung cánh bên trong, khung cánh bên trong bên này cũng 50 tiếp đó. Rồi sau đó chúng ta ngồi ra bút hình vuông thôi, như vậy là bút hình vuông đẩy cái này ra à, cũng là khoảng là 100 nha, đẩy ra 100. Cái này đẩy ra đây khoảng là đẩy 50 thôi, 50 cho nó đẹp. Rồi cái này cũng 50 theo luôn, bằng luôn à, thì chúng ta có được cái khung cửa bên ngoài và cái khung cánh bên trong ha. Đó là bề mặt phía trước như vậy. Rồi sau đó chúng ta mới quay phía sau thì thấy là nó bị như thế này à, thì chúng ta phải làm thêm nữa, phải làm thêm nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ, nếu mà chỉ vẽ một mặt thôi á thì như vậy là xong. Nếu một mặt thôi như vậy là xong, là xem như là đạt yêu cầu rồi à, mình gắn vật liệu vô nữa là xong. Còn nếu ai kỹ á thì chúng ta phải làm sâu hơn nữa, chúng ta quay phía sau này, chúng ta vẽ thêm ta vẽ một cái line nối từ đây, nối vuông góc bên đây à, cho nó kín lại nè. Đó, rồi cái phây này, cái phây trong này ta xóa được đó, thì chúng ta mới có được hai cái phây, hai cái khung khung cửa và khung cảnh khác nhau này đó. Và chúng ta thấy là nó có hai màu phân biệt, với mặt trước là màu trắng rất là rõ ràng, và mặt sau thì tự nhiên nó hình thành một cái màu màu hơi nâu nâu, hơi nâu xám, nó xám xuống. Thì cái này là xu nó phân biệt hai mặt trước sau cho mình biết cái này trước và sau thôi đó. Thì nếu mà chúng ta muốn không phân biệt cái này á, chúng ta đổi màu luôn, cho khỏi đổi khỏi biết mặt trước và sau luôn, thì chúng ta vô cái style chuột phải này, chúng ta chọn cái style white style này, cái đây nè, bấm vô cái bảng điều khiển này, rồi chuột phải tại cái default tray, chọn manage tray, chọn default tray, kiếm chọn cái style à, thì trước chúng ta đã từng làm cái style này rồi. Thì cái style là cái này nè, thì trong cái style này nó có cái một edit, có một edit thì nó có hai cái màu, đó là front color và back color. Thì nó cho ta cái back color là màu xám này, chúng ta bấm vào đây này, chúng ta chuyển sang cho thầy cái màu trắng, chọn color wheel là màu này, chọn color là màu này ha. Hay là chọn cái RGB cũng được, chúng ta kéo hết về một cái góc nào đó là màu trắng. Ok, thì có nghĩa là mặt sau nó có màu trắng luôn, thì khỏi cần lo vấn đề cái nào mặt trước cái nào mặt sau đó, thì cái nào mặt trước cái nào mặt sau này đều màu trắng hết ha. Đó là do cái này là chúng ta đổi màu cho nó. Rồi bây giờ cứ tiếp là chỉ cần mỗi cái kính này, kính thôi. Thì đây chỉ cần vẽ thầy một cái là mượn cũng được, mượn một này, hai ba bốn, mượn cái này sau đó chúng ta sẽ copy vô bên trong, copy vô cái giữa này đó. Thì chúng ta có cái phay bên trong rồi, mà vẽ có line nối lại là nó kín này, nối từ đây đến đây này đó, chấm cái là nó lập tức là nó thành cái thằng kính này. Mình có này rồi thì là copy sang bên kia luôn cho nó nhanh, khỏi vẽ, copy sang đây à, lập tức chúng ta sẽ có cái mặt kính này ha, và sau lưng thì vẫn đúng bình thường thôi. Rồi sau đó gắn vật liệu vô, thì vô cái phần material chúng ta xài cái vật liệu là wood, là gỗ đó. Chúng ta lấy cái gỗ vân gỗ nào đó tối tối xíu đây đó, rồi gắn hết luôn. Thì mình chọn hết đi, chọn hết rồi mình gắn vô, đổ vô cho nó à, là gỗ
kính này, cái máy kính của liệu nó có tên là glass and mirror, là ví dụ như này, các thực thực cho nó thì nó sẽ trong suốt, nó trong suốt nha. Mặt sau chưa gán, cực cực luôn, trong suốt luôn. Rồi cái gỗ, rồi cái gỗ lại nãy chọn thiếu, gán thêm đó. Thì chúng ta sẽ có là cái cửa sổ ha, cửa sổ như vậy đó, thì mô phỏng là như vậy thôi nha. Thì đây là cái cửa sổ đó, hai cánh đó. Rồi tương tự như vậy thì sẵn tiện thầy làm luôn cái cửa đi luôn. Làm cửa đi luôn thì chúng ta là mở này ra, cái cửa đi của nó thì kích thước của nó như sau, cũng hai cánh ha, hai cánh. Thì chúng ta lấy kích thước của nó tầm chiều cao 1m8 đi, chiều cao chiều rộng 1m8 và chiều cao là 2000 ha, chiều cao là 2m. Thông thường là chiều cao là 2m2 đó, chúng ta lấy chiều cao bằng 2m2 đi, chiều cao là 2m2 và chiều rộng là 1m8 ha. Rồi thế thì kích thước đó ta cũng để từ đây căn vào đây nha. Rồi từ đây qua đây thì rộng rộng 1m8, cao là 2m2. Nha, thì đây là cái kích thước của cái cửa chúng ta đang làm việc này. Chúng ta đang làm với cái dạng là bề rộng 1m8 nha, và chiều cao của nó là 2m2 như này. Rồi sau đó chúng ta cũng offset vào bên trong, offset bên trong thì chúng ta cho cái cánh là có 100 đi, à, lớn xíu à, 100 trong. Rồi chúng ta vẽ xóa cái line này đi à, chúng ta vẽ cái line nối trắng từ đây xuống dưới, nối xuống dưới nó dài luôn đó. Rồi sau đó cái phần ở trong này thì cũng sẽ đô nó ra, sẽ đô nó ra. Rồi sau đó thì cũng offset tiếp bên trong này, đó là cái cánh trong thì cho nó mỏng hơn 50 thôi, cái khung ngoài thì lớn hơn 50 như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ push and pull, thì mình đẩy cái khung bên ngoài này trước nha, cỡ lần 100 trăm cái cánh này ra ngoài, cũng cỡ 100 luôn đi. Rồi, lớn quá, trăm hơi lớn, cũng cánh hơi to, lại cánh mình 50 thôi, mình 50 thôi. À, thì đó là cái mặt trước, à, mặt trước như vậy. Thì mặt sau thì kỹ chúng ta sẽ nối thêm cho nó, nối cái la này sẵn này, à, cho nó kín lại. À, rồi cái phê này dư nó xóa đi, thấy rõ cái khung, à, cái khung. Rồi bữa nay á, cái khung bên bên trong này thiếu này. Vậy là cái ở bên đây cái cánh này nè, copy lên à, cỡ là 50 ha, 50 là người ta vẽ cái line nối lại à, cái này cũng 50 nè, nối xuống mình vẽ thêm nó thì nó mới đủ này, vẽ thêm cho nó này, bên này cũng 50 nè, rồi nối lên. Nếu nếu vẽ một mặt á, thì không thành vấn đề, hai mặt thì nó sẽ khác đi, thì chúng ta phải làm kỹ hơn một xíu. Để nó phân biệt rõ hai cái khung cửa, mặt trước mặt sau luôn. Xuống đây nè, nó xuống đây nè, nó xuống đây đó. Thì đây hỏi là hai cái khung khung cửa không, cái khung cửa nó hai khung cánh cái sau này ha, đó rất là rõ ràng luôn đó. Cái bản lề có thể là phía sau ha, nó mở vô chẳng hạn ha. Rồi. Rồi sau đó thì kế tiếp thì cái phần này nè, thầy sẽ nâng nó lên chút xíu, ví dụ như là thầy nâng lên cỡ là
này này lên trên ha, cỡ là có là vài ly thôi, cho nó khoảng là 1 cm đấy, tức là 10 ly ha, 1 cm là 10 ly, này cũng lên 10 ly rồi. Thế thì nó lên 10 ly thì cái này cũng lên 10 ly theo, này cũng lên 10 ly cho nó tương ứng, cho nó khung nó đều giá đẹp 10 ly đó. Thì có nghĩa là cái chỗ này nè, cái nó hở ở dưới ha, cho nó hở ở dưới nè, nó đẩy cửa không bị sát vô cái sàn nhà đó. À, cho nó hở lên chút xíu cho nó đúng thôi, còn ai không bình thường thì thôi cũng chẳng còn quan tâm. Nhưng mà còn không muốn làm kỹ thì làm như vậy rồi, cho nó tương tự như vậy thì mượn cái mép này rồi, chúng ta cũng copy vô trong là cái gương, gương này cho nó vẽ một cái line trắng từ đây, trắng ở bên đây kín lại cái face, rồi mượn cái face này cho nó copy sang bên kia khỏi vẽ mất công, copy vào đây đó. Rồi thì toàn bộ cái này, cái khung cửa này chúng ta cũng gắn vật liệu cho nó, cái vật liệu gỗ như này rồi. Sau đó cái chỗ này là kính thì chúng ta có chọn cái glass and mirror bên tay gắn gương vậy. Đó, thì chúng ta sẽ có hai cái cửa đi cửa sổ như thế này. Vị trí nó sát luôn. Đó, đây là một cái cửa sổ cái cửa đi. Đó, nắng xuyên qua thấy không? Xuyên những cái kính luôn. Rồi, xin mời lớp mình làm cho thầy cái cửa đi và cái cửa sổ này nha. Đây, thầy tôi phim lại.